Trong hai ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 5 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum đã đến thăm và chúc mừng Phật đản tại các cơ sở chùa và các ngôi từ viện trong và ngoài tỉnh nhân mùa Phật đản Phật lịch 2564. Đoàn Ban trị sự tỉnh Kon Tum do Hòa thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặc trách năm tỉnh Tây Nguyên, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn có Đại đức Thích Nhuận Pháp, Phó Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum và Chư Tôn Đức Tăng Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Đoàn đã đến thăm các ngôi từ viện như Chùa Khánh Linh, Chùa Phước Thành, Chùa Thiền Lâm, Chùa Kỳ Quang, Tịnh Xá Quan Âm, Chùa Khánh Phước, Chùa Thanh Trung, Tổ Đình Bác Ái, Tịnh Xá Ngọc Hạnh, Chùa Thạnh Đức, Chùa Huệ Quang, Chùa Huệ Hương, Tịnh Xá Ngọc Thọ, Tổ Đình Trung Cánh, Chùa Phước Huệ, Tịnh Xá Ngọc Hòa, Chùa Pháp Hoa, Tịnh Xá Khánh Hưng và Chùa Viên Đạo. Tại các cơ sở chùa và tự viện, Hòa thượng đã niêm hương bạch Phật, khai đại hồng chung, có đôi lời thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 đến chư tăng ni và quý Phật tử có một mùa lễ mừng đức từ phụ đản sanh an lạc. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh trong mùa dịch COVID-19 thời gian qua, Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử toàn tỉnh đã thực hiện đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng và chống đại dịch COVID-19. Chư Tăng Ni trụ trì các từ viện đã báo cáo kết quả chuẩn bị cho lễ Phật đản. Theo đó, hòa trong niềm hân hoan của bao người con Phật trên khắp năm châu, hướng tâm thành kính của mình về ngày lễ trọng đại này, ngay từ những ngày đầu của tháng 4 âm lịch, Chư Tăng Ni và các Phật tử trong các ngôi từ viện đã xúc tiến công việc chuẩn bị cho đại lễ. Các công tác như treo cờ, băng rôn, biểu ngữ cũng như việc thiết trí lễ đài trong những ngày qua đã được quý thầy cùng quý Phật tử khẩn trương thực hiện. Tính đến thời điểm này, mọi công việc gần như đi vào giai đoạn hoàn thành. Dù công việc khá vất vả, nhưng trên gương mặt của mỗi người đều thể hiện niềm hỷ lạc, một lòng thành kính dâng lên đất Phật nhân ngày lễ đản sinh của Ngài.